tira ela. Ô, chưa, không có chương trình gì nữa anh. Chưa, chưa lại ảm đạm này. Chương trình thì vẫn còn còn dài, nhưng vì ngày mai công việc còn nhiều nữa. Hậu ở mắt. Sáng về đi hậu đám cưới nó lúc cháu thì cháu tránh được rồi, nhưng mà là nhà bà anh lên nhà mới anh phải hộ bà. Hộ đâu ra thì cả hai về nhà đi đi kia đang cố. Đá. Đèo đâu thì quân đèo qua xuống đâu? Từ Sơn. Đi ô tô. Đúng rồi. Đâu vậy? Bà bố mày nhảy xe buýt. Nói thế chứ ô tô cháu không ai xa rồi chú ạ. Cháu biết. Cháu chở 4 người, à 5 người, chứ nhận đi trẻ con là 5 người, xin tận Hà Nội, Hồ Gương cơ mà. Con mà tít đấy á? Ừ. Về, mấy ông cứ đòi đi, chở thẳng luôn. Cháu gặp đi qua bao nhiêu chốt công an luôn, mà cháu lượn đầm, cháu không đi quá tốc độ. Tí chú lại mượn xe bố mày đi.